Cái này là bị lâu chưa chú? Hơn tháng rồi. Là cái đợt mà mưa xuống là đọt non ra là đợt đầu luôn hay sao? Hồi đó là nó hồi mùa nắng à. Nó bị mùa nắng. Bị mùa nắng luôn. Dạ. Cái đọt này nó còn tươi. Cái này là của chú là nó bị cắn hết rồi nè. Nè chú nhìn cái lá này nó cắn sơ sát hết luôn rồi, là coi như nguyên cái dàn đọt này là nó bị rụng hết. Cho nên là khi mà mỗi lần mà chú ra cái cơi đọt là chú phải giữ. Và chú phải xịt ba cử liên tục nha. Cách nhau 7 ngày. Thì bây giờ là cái chu trình là nó lại bắt đầu lại ra đọt mới đây nè. Là chú vừa xịt rồi đúng không? 7 ngày sau chú cho xịt lại. Đúng rồi. Đó. Thì cái này là bây giờ là ở của chú là rễ của chú cũng có một số cái vấn đề về nó yếu nè, tín trùng nè. Nó sẽ bị cái lá nó bị cháy cái đốt ở cuối đây nè, chú thấy không? Đó, là chú đã cho phun định kỳ đã tưới định kỳ cái đợt tín trùng nào chưa? Chưa. Chưa hả? Giờ là cứ một năm chú cho định kỳ cho con là khoảng 2 lần nha. Đầu mưa là phải vào liền. Dạ, để cho cái rễ của nó không có bị tín trùng. Không cần đâu, mình tưới trên mặt là được rồi. Xách gầu tưới hả? Dạ, có bét đây nè, mình tưới qua bét nè. Dạ thì để con làm cái hệ thống châm phân cho chú, để cho nó châm vào trong châm cái thuốc tín trùng vô. Rồi nó đi một lượt luôn hả? Bây giờ cái rễ của chú á, cái rễ của cái cây của mình á là nó nằm từ đây nè. Là trở ra khoảng tầm 1 gang đến 2 gang. Là chú bón phân cho con là chú bón cái vùng ngoài này nha. Không được bón cái vùng ở trong, tức là bón cách rễ ra từ đây nè. Nếu mà chú bón mà theo hệ thống tưới thì dễ rồi. Ha. Nếu chú bón theo hệ thống tưới thì cứ dạy bét nó phun thôi. Còn nếu mà chú rải tay á, tại mình chưa bẻ gơm hả? Bẻ lên nữa, tại mình bẻ làm sao mà nó ra tới ngoài đây. Đó. Mình bẻ làm sao mà nó ra tưới ra tới ngoài đây là được. Chứ đừng có ngại mà để mình tưới trong gốc nha, tưới trong gốc là nó nấm không á. Mà tưới trong gốc mà nấm không á là nó còn sinh bệnh nữa. Tại vì cây của mình á là chú biết là cái rễ của cái cây mình á là ở trong là ba cái rễ nó to nè. Mấy cái rễ nó to to từ từ vậy nè. Mà chú làm sao á là cái rễ mà ở đây nè. Đó, nó phải lòi lên được. Đó, mấy cái rễ này nè. Hồi xưa mắt ghép chú trồng ở đâu vậy? Cây này cây nhất hay là cây mắt ghép? Chú trồng sâu xuống luôn hả? Đây mắt ghép nè. Đây cái rễ của chú này chú nhìn nè. Quay ra đây nè em. Nè. Thấy nó ngửi sành không? Chú không có chịu thấy tuyến trùng, không có đánh tuyến trùng. Mình phải đánh tuyến trùng nha. Lá tì ở đây thì cũng tương đối xốp á. Cũng ok á. Em coi rễ thử coi. Đây chú nhìn nè. Dễ thấy ha. Rễ nè. Nó thối hết. Nó có hai vấn đề. Một á là chú rải phân vô đây nhiều quá thì rễ nó tổn thương. Mà rễ tổn thương á thì tuyến trùng nó sẽ tấn công. Ha. Cho nên là mình phải là rải phía ngoài để nó ra cái đọt non. Là nó ra cái đầu rễ non ha. Và làm sao á, cái này là chú trồng hồi xưa là hơi sâu nè. Đâu đây này, mắt ghép ở đây là sâu rồi. Mắt ghép ở đây là sâu rồi. Cái đất vùng đất của mình thì nó cũng không có đáng ngại lắm á, chứ còn mà nếu mà những cái vùng đất khác á là nó cực lắm. Đấy. Có con ven. Này, moi hoài không thấy rễ nè, mà chỉ có rễ cám nó có ở đây nhưng mà nó thối hết nè. Chú nhìn thấy không? Cây mình bị suy. Coi như mình bỏ phân nhưng mà nó không có tác dụng gì cả. Nó còn làm hư rễ nữa, vừa tốn tiền mà vừa làm suy cây. Dạ, cho nên là mình phải làm cho nó đúng. Cái này thì bây giờ là mình cái này trồng hơi sâu rồi. Thì mình chỉ có cách là xử lý là bây giờ làm sao mà kéo rễ nó ra ngoài nhiều thôi. Trong này hơi dở nha. Trồng như này là hơi dở nha. Nếu mà bà con nào mà trồng á mà để như thế này, cái mắt ghép của mình ở đây nè. Nếu mà chú có trồng lại á hoặc là trồng vườn mới á là chú phải đưa cái mắt ghép này nè, nó nằm ở trên này nè. Cái miệng bầu là mình chỉ lấp khoảng 2 phân thôi. À, tại vì cái cây cái miệng bầu mình lấp còn ló lên. Còn ló lên hả? Ủa ló lên sao chỗ này không thấy mắt ghép đâu nữa hết? Thử cây khác coi. Không, tại do cắt ghép. Ở đó nó ghép thân cái này ghép thân. Không phải nhánh gì, cái nhánh là thấy mắt ghép đi. À, như cái này là ok nè. Đây nhìn thấy không? Đây cái rễ của nó đây nè. Đây gọi là rễ sau nè. Cái rễ ngay gốc phải được như thế này thì mình xử lý mới được. Mình đánh tuyến trùng rồi nó cũng dễ. Tại vì như cái gốc vừa nãy á là không thấy cái rễ này. Cho nên mình đánh tuyến trùng rất là khó. Tại vì rễ nằm trên á là mình chỉ có đánh khoảng tầm một lớp là khoảng tầm 20 phân là mình đã đánh được tuyến trùng rồi. Không?
mà bây giờ là nó nằm sâu xuống á là mình đánh không được, mà mình phải đánh tốn rất là nhiều thuốc mình mới đánh mới thấm sâu xuống được. À, rễ nó nằm dưới, cộng với lại là cái rễ này nè, đúng ra là nếu mà theo cái kỹ thuật bây giờ á, là cái rễ này nó phải nằm cao cả nhiêu đây nè, rồi bắt đầu nó lài ra là vừa đấy. Nhưng mà thôi lỡ rồi, cái này thì mình cứ giữ thôi để mình làm đó. Với lại cái đặc thù là đặc điểm là đất ở miền đông của mình á thì nó cũng dễ thôi, nó cũng không có khó giống như là miền Tây, tại miền Tây thủy cấp nó cao nó sẽ dễ bị thối rễ, mà cứ hễ thối rễ là tuyến trùng nó vô nó ăn rất là nhiều, nó ăn cái rễ của mình rất là nhiều. Cho nên là bây giờ á, là mình nhớ là không có bón phân vào trong gốc này nha, cách ra khoảng tầm đây nè, không bao giờ được bón phân vào trong gốc này, bón là bón từ đây ra. Nếu mà bón rải á, thì mình rải là rải quăng xéo vậy nè, để cái phía ngoài này nó nhiều hơn, phía trong nó ít thôi, mình bón một vòng xung quanh cái tán này thôi nha. Còn mình bón theo bét rồi thì ok, không vấn đề gì hết. Còn ở đây là cái dinh dưỡng của mình thì có ha, cái đọt của mình là ra là đọt đỏ là ok nè, đây đọt ra là đọt đỏ nè. Nhưng mà bây giờ cái của mình là bị thiếu dinh dưỡng nhiều, thiếu trung vi lượng, với lại là rễ bị tinh trùng thì nó bị cái lá nó như thế này đó. Với lại là anh nhìn thấy là rễ cái lá này là gần như là bị rầy xanh chích thuốc rất là nhiều này, rồi cộng thêm mình cũng không có xịt các cái nấm bệnh cho cây nữa này, là đây là nấm hồng này đó. Thì mình làm nếu như mà trong vòng mà thời gian mà mình để như vậy luôn á là nó sẽ cây nó sẽ suy, là coi như mình phục hồi là tốn cái công thời gian mình đã chăm sóc 2 năm trời đó. Thì với cái này thì bây giờ là em sẽ theo em á là gắn cái bét vào ha, gắn cái bét vào là ba bét xỉa vào ba bên để nó phun nó giữ cây đọt cho anh. Dạ thì cái đó là để em lên chi phí cho. Rồi sau khi mà mình gắn cái bét đó vào á là đảm bảo là mình sẽ phun ok là mình giữ được cái cơ đọt ok á, là đảm bảo cây mình nó sẽ phát triển. Chứ còn cứ ra như thế này nó cắn này tơi tả không còn gì hết đây, tại vì cái đọt non là cái con rầy xanh nó rất là thích ăn nè, ăn không còn gì nữa thì cây mình không có cái lá để nó quang hợp, không có lá nó quang hợp là cây nó không phát triển được. À thì coi như mình chỉ cần chậm cái đợt này thôi là giống như mình chậm đi 6 tháng trời, mà 6 tháng trời đó đâu phải là mình không có tốn tiền đâu, mình là nào bón phân công chăm bón đủ thứ linh tinh hết đó, là mình thật ra mình tiếc cái đó, nhưng mà lại cuối cùng là mình lại bị dở là mình không có phát triển được cây đó. Cộng với lại là em chỉ sơ như bên này cành nó bị thiếu này, với lại mình nhớ cắt một số cành, ở đây cũng có cắt cành ha. Đấy cây này cành thì tương đối ok. Giống này là giống đi 6 hả thái với đi 6 nó à thái, bên này bị lép cành này. Những cái cành mà cái đít nó lõm xuống á thì mình sẽ bỏ đi, với lại cái cành nào mà nó hướng lên trên, hiện tại cái cành này nó không có cái cành vượt là cái cành mà nó đứng lên á, nó sát gốc á thì anh cắt đi. Như này thì ok rồi, không vấn đề gì. Cái này đợi cho nó lên cao tí xíu nữa, cái tầng tàn dưới này nó cao lên là ok. Nhưng mà những cái cành như dưới này nè là mình cắt bỏ đi. Những cành này nè sát quá nè, không, những cành này sát quá nè. Bây giờ anh thứ nhất là do anh trồng sâu cho nên cái cành này anh không ăn được. Bây giờ cái trái nó ra ở đây nó đụng cái cuốn sầu riêng, nó dài như thế này nè đó, mà thêm cái trái nó dài nữa thì ra đây theo anh nghĩ nó làm sao nó giữ được trái. Cho nên cành này á là anh phải cắt bỏ đi để cho nó không có bị nấm bệnh nó lên. Anh thấy không, đây này, nó cứ ở dưới là nó cái thằng này nó sẽ nhiều hơn, mấy cái rỉ sắt đồ á là nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà cây này cứ để phát triển như vậy đi, cái đã, những cái cành dưới này nè anh cắt bớt đi, em quên đưa cái kéo. Dạ dạ, cứ tỉa bớt đi là tỉa bớt mấy cái cành ấy hết. Dạ trong này cành, rồi khi mà phun thuốc á, ví dụ như chỗ này anh lép cành quá thì anh để nè, do bên này anh lép cành. Nhưng mà nếu mà cái chỗ nào không lép cành á thì anh tỉa những cái cành dưới, cành nhỏ nhỏ đi, vì cây của mình á là ở trong nó nhiều lá quá là mình sẽ phải tốn rất là nhiều thuốc để mình phun xịt, nếu không là nó như cái tay này thì mình tỉa, mấy cái này mình tỉa nè, mấy cái nhỏ này mình tỉa để cái cành này là mình đang nuôi ngược về, thì ok. Nhưng mà những cái cành phía sau này nè, đây nè, mấy cái này là mấy cái cành nhỏ là mình có thể mình phải bấm hết. Dạ để nuôi cành này. Dạ anh nhớ là mấy cái trái của mình á là nó sẽ ăn từ cái cành này, ăn ở dưới này, cái dạ của cái cành này nè, nó đi ra là cái cành này, ví dụ cái cành này đi, mai mốt mà nó ra nó phát triển á là nó phải ra tới tầm đây nó bắt đầu mình mới lấy trái được này đó, nó phải dài ra như thế này thì mình lấy từ đây trở vô thôi. Ví dụ cái cành này mình lấy 5 trái thì mỗi trái nó cách nhau khoảng 20 cm. Cái lứa này hả, lứa này chưa để được anh. Dạ ra bông là do nó suy,
cây của mình nó suy thì nó sẽ bắt đầu là nó xì bông ra. Khi bắt đầu có cái dinh dưỡng vào lại nó sẽ xì bông ra, thì mình sẽ phải bỏ, tại không bỏ cũng không nuôi được. Tại cái cành của anh nó như thế này thì làm sao nó đeo nổi, cái cuốn sầu riêng nó to bằng chừng đây rồi mà anh lại chơi cái cành này mà nuôi trái nữa thì làm sao nó chịu nổi ha. Với lại anh nhìn thấy không, cái chỗ này tới đây cái trái làm sao mà đụng lên, nó phải là nó phải là hai gang cành, cách cành phải hai gang. Cây này nó còn giãn ra nữa, khi mà nó giãn ra không được nữa, tới cái mức độ mà cây lớn rồi nó không giãn nữa rồi thì bắt đầu là mình mới cắt bớt đi ha, mình tỉa bớt đi đó, làm sao cái khoảng cách cũng phải là một gang hai gang rưỡi, tại vì mình lấy trái lấy ngoài mà nó sẽ xỉa ra thì nó sẽ không đụng với nhau. Ví dụ như bên này nó sẽ trái nằm bên này nó không đụng với nhau đó. Thì cây này vấn đề là chỉ có là mình giữ cây đọt thôi à, chứ không có gì hết ha, là mình giữ cây đọt với lại là đánh tín trùng lại rồi bắt đầu tiến trình. Bây giờ nó đọt thì nó ra rồi, mình không cần phải là kích cho đọt ra nữa, mà bản chất đọt nó đang ra ha, dinh dưỡng mình cũng vẫn có nhưng mà mình không giữ được cây đọt. Với lại cái thứ hai là mình bị thiếu là cái lá của mình này, dinh dưỡng thì mình có để ra đà ra có đạm có ra ra được được đọt, nhưng mà nó là thiếu dinh dưỡng là cái lá của mình nó không có được mỡn, không được xanh, thì anh bị thiếu cái phần là trung vi lượng đó. Thông thường là tất cả các nhà vườn là đều bị thiếu cái trung vi lượng hết, là do là cây của mình nó cần phải tổng hợp thêm cái, với lại anh phải cho nó mở cái lá ra. Đó là hiện tượng là anh cũng vẫn bị là cái này nhẹ ha, tín trùng là nó bị cháy đuôi lá này, là nó bị thanh thư. Cái biểu hiện của nó là nhìn trên lá như vậy là thanh thư thôi, nhưng mà bản chất ở dưới là nó bị là cái rễ nó bị tuyến trùng rồi. Hồi nãy moi rễ đó thấy đó là nó bị tuyến trùng dưới rồi, cho nên là mình sẽ tiến hành là cho đánh tuyến trùng một lần này. Sau đó là mình sẽ nếu mà rễ bị tổn thương rồi thì chắc là mình phải kích rễ ra lại, không kích rễ ra lại, sau đó mình giữ cây đọt là mình phun cộng với lại thuốc dưỡng phân dưỡng đọt. Cái vấn đề về phân dưỡng đọt á thì nó không có mắc tiền, nhưng mà thường là người ta ngại là ngại cái công phun, cho nên là bây giờ là mình sẵn mình phun thuốc á thì mình hòa chung với cái đó để phun cho cái lá của anh nó mở ra ha, nó mở ra thì nó mới đẹp được cây được. Và cái dàn lá của anh này, cái dàn lá này của anh sẽ rụng hết, từ từ nó sẽ rụng hết và nó ra lá mới là nó phải đẹp, chứ còn không có cái tình trạng là nó bị cắn như thế này nữa thì nó mới ok được cái cây của mình. Nói chung là chắc là lúc trước là nó phát triển ok đúng không? Lúc đầu đẹp lắm. Dạ. Yeah. Thì ở đây là nó bị cái dịch đó, là nó tấn công trong vòng, cái này nó nhanh lắm. À, nó nhanh lắm nha, trong vòng một đêm mà nó đã có trải qua cái dịch là nó dứt luôn á, dứt luôn cái cây của mình á. Thì vườn này nếu mà anh quyết định làm phun thuốc á thì anh nên làm sớm đi để cho nó đỡ công. Với lại là vườn mình cũng nhỏ thì cái chi phí nó cũng không nhiều. Đó, làm tổng chi phí này là ở bao nhiêu? Thông thường thì một gốc sầu riêng á mà nếu làm phun thuốc á tùy theo cái mức độ lớn của cây. Ví dụ cây càng lớn lên á thì mình sẽ thêm bét vào. Thì nó chi phí nó khoảng ví dụ cây nhỏ thì nó khoảng tầm 200 mấy ngàn một cây. Đó. Cây 2 mấy triệu. Dạ. Đấy, là mình phải chấp nhận đầu tư, nhưng mà nếu mà mình không đầu tư cái đó thì mình phải xịt tay là điều chắc chắn nha. Còn nếu mình không xịt tay thì là coi như là cái 6 tháng mình chăm sóc coi như là vừa bỏ sông bỏ biển không nói nữa, mà nó làm cái cây của mình nó chậm lại, mà chậm đó là có khi là bằng luôn cái lượng tiền mà mình đã bỏ ra đó, đúng không? Đấy, đó là một trong những cái vấn đề mình cần phải xử lý đối với cây này. Cái cây này là sau khi mà anh giữ lại được, bây giờ hiện tại cây của mình nó đang yếu, anh đừng có làm gì cả, anh cứ làm cái vấn đề về giữ cây đọt rồi xịt. Nếu mà không, anh không làm hệ thống phun thuốc thì anh cứ xịt, em sẽ gửi thêm những cái dòng mà để anh giữ cây đọt á, làm cho nó bung cái lá này. À, anh thấy không, cái này nó chết rồi nè, chết tè lè đâu nè. Bữa là nó chết, nó chết mới phun nó mới bữa thằng này vô là không có vậy đâu. Dạ, này nó chết nè, cái này 2 bữa chứ mấy. Đó. Nó không có mở lá ra được. Không. Thì anh bắt buộc là anh phải xịt tay. Nếu anh không làm hệ thống thì anh bắt buộc phải xịt tay, và xịt ví dụ cái cử cơ đòn này nè, anh phải xịt 3 lần đến 4 lần và xịt kèm thêm cái em gửi cái thuốc bung lá cơ đòn nữa. Dạ. Nó xịt mạnh đó, là mình xịt nó không. Thực ra xịt cái này cũng nếu mà xịt tay cũng không tốn, đâu có tốn. Nó không có vô mình được, nó không biết được. Tự mình đứng xa mà. Dạ. Cái này xịt tay vẫn được mà. Ừ, mình đứng xa, thí dụ gió đầu này thì mình... thường thường em làm hệ thống phun thuốc á là cho những người mà vườn họ quá lớn, họ không thể nào xịt tay được, không kịp, có nghĩa rằng là ví dụ như trong một đêm nó cắn rồi mà bây giờ anh không xịt trong vòng một đêm đó thì phải rất là nhiều công, ví dụ như là cả nghìn gốc anh xịt làm sao kịp được, nghe không, cây lớn rồi à, thì là xịt không kịp thì phải là xịt bằng hệ thống. Còn ví dụ như cái này em chỉ cho anh xịt cũng đơn giản lắm, đừng có nói là cao vậy không có gì khó hết á. Bây giờ không làm hệ thống phun thuốc cũng được, không?
mình lấy cái cành á, cái cành giống như cái cành tre á, mình cột cái dây bét vô, mình gắn nhiều bét vô. À, anh đi tới là anh bóp một cái là đi vòng qua luôn. Ừ. Cái đó em có video em gửi cho nên là tụi em tư vấn là không phải là cứ phải là khách hàng là bắt buộc là phải làm hệ thống phun xịt mới được, không, có thể là mình có cái cách để mình xịt được, nhưng mà với điều kiện là số lượng của mình đây khoảng 90 cây thì nó ok, nhưng mà nếu mà nó nhiều quá thì là mình không thể nào làm được, không. Đó, đó là một trong những cái. Thì bây giờ là cái này thì dễ thôi, bây giờ quy trình là mình xịt cử gì rồi, rồi xịt rầy, thuốc xịt rầy, rồi bỏ nhảy, bỏ nhít rồi. À, mà mấy loại thuốc? Hai loại phối rồi. Ok, vậy cứ địch 7 ngày tới này nè, ghé ngay chỗ nhà con đúng không? Dạ, vô công ty con á, lấy thêm cái loại dưỡng như là... đúng rồi, để cho nó mở lá ra. À, thì sẵn thì cứ xịt tay đi. Khi nào mà mình cái gốc rồi mình cái gốc rồi mình cầm. À, cái gốc thì lấy thêm cái loại trung vi lượng cho đó, anh với cho chú. Tín trùng thì có tín trùng. Dạ. Tín trùng thì không thì mình đi ra ngoài mua cũng có, để con chỉ cho nha. Ở nhà có. Có luôn. Cái đó thì để con lấy bên bên công ty của bạn con là con gửi qua. Dạ. Nuôi đó mình sụp gốc cũng được. Lấy cầm đẩy chút. Đẩy. Cũng không cần sụp gốc giống như là cây tiêu đâu. Dạ. Vì cái rễ nó nằm ở trên này nè, nó nằm nhiều. Mình phun mạnh. Cứ tưới ướt đẫm đều là được. Tại vì nó tín trùng nó ăn là rễ non là chủ yếu. Chỉ có là khi mà cái rễ chính của mình á nó thương tổn á thì nó sẽ xâm nhập vào và nó di chuyển lên á thì nó sẽ làm cho thối rễ, nứt thân, xì mũng. Chú phát xong rồi nó còn cào rác ra hết. Rồi sạch sẽ mới dùng thuốc được. Dạ. Tự chú mấy cái này không nhận. Cái cây của mình là hình như mới phá cái vườn nào ra phải không? Hay là xưa giờ nó vậy? Cái cây này nó ôm không ạ? Đây này mắt ghép nó như thế này nè, gọi là mắt ghép này. À. Là ok nè. Có cái cây nào chọt chọt không? Cây của con gì? Này rễ của chú bị hư rồi. Giờ mình tạo rễ mới thôi. Dạ. Giờ chỉ có tạo rễ mới thôi. Vậy thì để con cho cái liệu trình để chú tạo rễ mới nha. Rễ hư rồi. Này đen thui hết này thấy không? Rễ cám. Rễ cám làm cho suy cây đó chú. Dạ. Đen thui lui hết. Ha. Riêng thuốc là phải tưới ướt từ trong ra ngoài luôn nha. Còn phân thì không được bón vào trong này. Phân là phải bón cách từ đây ra này. Bón vào trong này là nó bị thối của rễ. Rất là dễ thối của rễ. Dạ. Có nhiều người á là bón phân là bón trong gốc này thôi. Không bón ở ngoài. Thì tưởng tượng là giống như là mình cái rễ cây của mình á là giống như da tay mình nè. Nếu mà con gì nó cắn á mà mình còn rải thêm cái phân vô á mà phân là muối thì giống như tay mình đứt tay á. À, là nó bị rát. Đó. Là mình bón bên ngoài thôi, rìa tán lá thôi. Cái này chú bón tay đi, tại vì cây nó không đều. Thấy không? Cây nhỏ này bón ít thôi. Cây lớn thì mình bón nhiều. Chứ mình đâu có, nếu mà nó đều hết thì ok. Bón nhiều thì cũng không sao, nhưng mà nó phí thôi. Đó. Cành nó ra cũng nhiều quá nhỉ. Sao mấy cái cành này nó tiêu hết ra? Cắt à? Cắt. Cứ để đi. Khi nào thường thường là cây dưới 2 năm là ít cắt á. Cây mình bị chùn lại. Cây mình bị chùn lại sao cành nó sát. Thôi đợt này giữ cơ đò xong ok xong mình tuyển lại cành sau. Ừ. Cành cứ xoay đủ cành là mình cắt. Nó vừa thôi, không có để nhiều quá. Nhiều quá cành nó cũng không lớn được. Dạ. Nó đâu có tập trung dinh dưỡng vô cành chính đâu. Tính là lên cỡ 5 mét rồi chứ có bấm. Dạ, thường thì bây giờ là 5 mét là bấm sao cho nó rộng tàn ra, tại vì cái trái sầu riêng nó lấy dưới cái già của cái cành, mà cái cành nó càng dài thì mình lấy càng được nhiều trái. Ok, vậy thôi, vườn này đơn giản, không có gì hết. Dạ. Chú mới xịt buổi chủ nhật á. Dạ. Chủ nhật là chủ nhật. Phải từng mấy ngày nữa xịt lại một lần nữa. Bye.